Mình chính anh AB, anh AB, mình là anh AB. Thì lớp 7 là cô Thạch Lệ Nhân. Cô Cô Dạy Văn. Cô mà hay gặp con. Cô Thạch Lệ Nhân. Dạ. Cô dạy nha Văn. Đúng rồi, hồi trước có ba dãy à, ba dãy mà bàn nó cao, bàn này bàn mới rồi. Hồi xưa đây là có cứ học 12 giờ nè, nhìn ra cái cửa sổ này nè, nắng chang chang nè. Mà hồi đó đường ở đây nhớ là đường nó còn đường sỏi chứ đường xi măng, nhớ không? Tôi nhớ tôi ngồi bên đây xưa, này xưa đường này nó xấu lắm, những cái đường xấu cứ đúng nhớ 12 giờ là nhưng mà hồi nay có một cái đợt là sao ta leo ra ngoài được luôn phải không? Dưới đất leo ra ngoài á, leo ra ngoài được luôn á, dưới là phòng mình hồi lớp thứ năm á, hồi xưa nó chưa có hàng rào mà hàng rào nhỏ gì đó, tại hồi xưa nó có mở cái cửa đằng kia nữa, là lớp dưới đất á, dưới đó có mở cái cổng đằng kia. Dạ, có mở cổng mà nhớ